Nhìn chụp ảnh nhìn cột to nhỉ. Nhìn chụp ảnh nhìn cột to, nhưng đến lúc mình xem thì nhìn cột nó không không được to lắm. Tối, trong nhà hơi tối. Trong nhà hơi tối. Cột này thì được rồi. Hơi 20. Okay. 20. Chưa được 20, 19. Con này thì được khoảng 19. Con được 3 vì. Và lim này thì đúng là không chê được rồi. Cái trăm năm. Lim này thì đẹp rồi. Lim ngày xưa đó, chứ không phải lim bây giờ, lim bây giờ đi Indo này. Cái đá tảng ngày xưa cũng đẹp. Cột này như sến. À không, cũng lim. Lim hết. À, cũng lim hết. Hoành cũng lim. Hoành vui lim hết. Ba vì, còn có ba vì, hơi tối. Này chụp ảnh thì nhìn được, quay video thì không nhìn được. Chụp ảnh thì nó sáng hơn. Đúng rồi, chụp ảnh thì nhìn mình lấy ra. Mình lấy ảnh thì sáng hơn. Qua thì nó tắt thì nó sáng mình vào hơi tối. Nhà nào thì nó mà hơi sốc. Này thêm một vì nữa. Thêm một vì nữa thì làm ba gian nó mới đẹp được. Hoặc là ba gian hai trái. Trời mua thêm cái cầu đổ của mình khó, trời mua thì mình thêm kiếm chỗ này chỗ kia thôi. Vâng. Thì đấy chỉ có là xác định mua xong rồi kiếm thêm thôi. Chứ đến lúc kiếm đủ để mua thì lại khó. Vâng. Vâng. Thì cái vì ở trong này vẫn giữ làm buồng. Cái vì ở trong này vẫn giữ làm buồng nguyên bản của nó. Thêm một vì thuận nữa như thế này. Sang bên kia. Đấy thì mới là thành cái nhà đẹp được. Đấy, thêm một vì thuận nữa sang bên kia thì mới thành cái nhà đẹp được. Chứ nếu mà để không như này thì nó lại có là hai gian một buồng. Đấy. Ngoài kia là mất một gian buồng nhưng mà một gian ngoài nữa. Cơ bản lại đường nét của nó thì đẹp, đường nét thì được. Xà này. Xà này không phải lim. Này thì lim, này thì đẹp. Lòng nhà rộng. Lòng nhà những 5m1. Được cái này thì đẹp. Hay được được một bước này còn nguyên vẹn. Bước bên kia là phải làm đúng theo như này nữa. Đấy. Bước bên kia phải đúng theo như này nữa. Đang thiếu. Tối. Tối. Thiếu mất một bên. Cột thì vẫn đẹp. Cột chất gỗ thì đẹp. Vâng, gỗ này thì vẫn còn tốt tại vì là cái đá này của mình nó vâng, cái đá này của mình nó cao nên nó không bị ẩm chân cột này. Cái đá này của mình nó cao nên là chân cột nó không bị ẩm. Đá xanh đấy, đây mình chuẩn là đá xanh Thanh Hóa đấy. Đá này mới là đá chất đá đẹp. Bác cầm hộ cháu sẽ tin cột này sẽ đo thành cái bước ra là bao nhiêu. 2m6. Vâng, 2m6. Bác chấm cho cháu sang cái gian bên kia xem nào. Cái đấy. Vâng, đấy, bác chấm đấy như này. Gian này thì là được 2m rưỡi, 2m55. Ngày xưa lúc nào cái gian giữa này nó làm rộng hơn này. Hai gian bên này là 2m55, gian giữa làm rộng hơn. Về thêm một gian và một buồng nữa. Thêm vào thì đầy đủ thành cái nhà thì còn ok. Vâng, thêm vào như thế thì thành đẹp. Quá tuyệt vời. Vì trong này của nó là cái gian buồng của nó là gian buồng của nó là mình để chỉ để nguyên như này được thôi. Hơi tối. Gian buồng này. Trong này là gian buồng. 3, 2, còn 2 gian 1 buồng. Hai gian 1 buồng.
Tiếc nhỉ, ngày xưa bị phá mất đi. Giờ còn có 2 gian 1 buồng. Còn đủ thì đẹp. Còn đủ thì đẹp quá. Lẫn một ít cái này không phải không? Đẹp nha. Không được đầy đủ cho lắm. Hoành trong nhà thì đa số là lim. Hoành trong nhà thì đa số là lim cả. Ngoài thì lẫn. Hoành trong nhà thì lại là lim. Hoành ở ngoài thì lại là không phải lim. Được cái lòng nhà rộng. Lòng nhà 5m2. Anh cầm giúp em cái. Em đo em cái chiều cao cái cột cái. Ba mươi tám là được rồi. 38 là cao rồi. Vành gần 70. Vành bé, vành non. Cảm ơn. 38 cột. Cột cao 38 là được. Không bị thấp quá đâu. Nhà này thì cơ bản là phải lấy ảnh, video là hơi tối.